Ô chị ơi, con xe này có vẻ màu độc lạ phết đấy nhỉ? Con này á, ừ, con này là màu, gọi là màu lần đầu tiên mua được luôn thì chả độc. Đây là màu có vẻ gọi là xanh xanh hay là đen đen rồi chị? Màu bộ đội. Màu bộ đội đấy, màu xanh bộ đội đấy. À, mà đậm, ừ. Có vẻ em thấy đậm đậm với nhỉ? Xe đẹp cực luôn. X6 hả chị? X6, nó lại là X6 ấy. X6, con này đời bao nhiêu chị nhỉ? Con này đời 2008, 2008. 2008, 2008. 2008, ơ. Vậy buôn gọi là sao không mở được? Sao không mở được? Chốt à? Chắc chốt rồi. Trời ơi, hỏng. Con này là 2008 hay là bị hỏng? Không, không phải hỏng đâu, chắc chốt trong ấy. Ở đấy, nó là chốt hết cửa rồi, thôi quay đầu này. Thế là hóa ra nó là bị chốt trong rồi chị? Bị chốt. Chứ không phải là chị không biết mở. Ừ, không phải chị không biết mở đâu, nhưng mà nó mở ở đâu? À, nó mở ở đây. Đấy. Thế là đấy, chị mở rồi. Đấy, chị mở rồi. Đây, nội thất xem trước. Vẫn biết mở. Vẫn biết mở. Hôm nọ thì gọi là đếm máy. Hôm nay thì biết mở cửa rồi. Không? Đầu tiên thì mọi khi là chỉ biết mở cánh lái thôi. Hôm nọ con này giá bao nhiêu chị? Con này chị đang chào bán mức giá là 480 triệu. 480 triệu. À. Bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc luôn. Cái form nó đẳng cấp này cơ mà nhỉ. Đấy, nếu anh chị nào mà hợp cái màu xanh này á thì chốt chiếc này này, nó khá là đẹp luôn. Máy nổ êm thít này, đang nổ máy mà. Êm cực kỳ luôn, đang nổ máy đấy. Người ta gọi là có câu gọi là máy máy êm như chó thở đúng không chị? Máy êm như chó thở. Con này đang kiểm dài tới tháng 4 năm 2024 nhá. Đấy hơi lắng cái đấy, hy sinh về công việc đấy, lắng quá cơ. Được chưa? Con này thì nội thất nó cũng rất là phù hợp với cái màu ngoại thất của xe. Đấy, nên chị thích thì có thể bọc mới được. Màu như nhau. Đúng rồi. Thả nhìn chưa? Mát lắm, ôi nội thất mát lắm, điều hòa mát cực luôn. Thò cái đầu vào thôi đã mát. À, gọi là phải đắp chăn đấy đúng không chị? Đúng rồi, điều hòa rét run. Chị mở cái cốp xem mở được không? À, thế này là được rồi, đã hồi đấy chốt mà. Được chưa? Cốp này. Cái chiếu rồi gì? Ừ, đã mua chị tặng luôn cái chiếu này mà. Sao này có quả loa đằng sau này, hay phết đi nhỉ? Chết đâu. Đấy. Một cái mức giá 480 triệu thôi. Sở hữu ngay một chiếc xe phải nói là cũng khá là đẹp, hầm hố. Đấy, đời 2008. Màu xanh thì màu xanh bộ đội. Đấy. Thế là phù hợp cho các bác nào đúng kiểu chất lính. Ừ, đúng rồi. Thì mua chiếc này thì rất là hợp lý luôn này, đúng không? Đấy, số điện. Nói chung là xe không hề có hiện tượng là báo cái hệ thống lỗi hay chết gì nhá. Không có nhá. Tất cả là ngon lành cành đào hết. Ngon lành cành đào luôn. Một cái mức giá cực kỳ hợp lý đúng không? Vẫn bớt.